Thì có một cậu bé năm nay mới có 12 tuổi. Cậu bé này là người đồng bào dân tộc ở vùng cao, thì phải nghỉ học giữa chừng để đi rừng kiếm tiền để nuôi cha bị bệnh nặng. Hoàn cảnh rất là đáng thương luôn mọi người. Cha của cậu bé thì bị bệnh 3 năm nằm một chỗ, nhưng mà gia đình không có tiền để đưa đi bệnh viện. Hiện tại bây giờ là không biết là trong người đang là bị căn bệnh gì luôn. Lúc trước là con học đang học lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5 hả? Ví dụ bây giờ chú cho con tiền con đi học, con có đi không? Không. Sao không đi? Muốn đi học nhưng mà không được. Sao lại không được? Lo cho em, cho mẹ, cho ba. Lo cho em, cho mẹ, cho ba. Mẹ ơi, con phải nghỉ học để kiếm tiền để nuôi em, với lại lo cho gia đình. Thầy thấy con nói như vậy, thầy cũng thương con. Tự bé có cái suy nghĩ mà nghỉ học để phụ mẹ mà nuôi cha và nuôi các em. Thì cha bé thì đang bị bệnh rất là nặng luôn. Thì cái căn bệnh này là một cái căn bệnh quái ác, thì bị 3 năm nay rồi. Nhưng mà gia đình là người đồng bào dân tộc nên là họ không có tiền để đi bệnh viện khám bệnh. Nên là 3 năm trời là họ chỉ như nằm một chỗ như vậy thôi. Nên là không biết bây giờ trong người là đang bị bệnh gì luôn mọi người. Chào mọi người nhá, mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại thôn 6, xã Liên Sơn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Thì ngày hôm nay lý do anh em mình có mặt tại đây là mình có nghe người dân xung quanh đây á, họ giới thiệu cho mình một cái hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh ngày hôm nay thì đặc biệt là khó khăn và đáng thương luôn mọi người. Thì cái anh này á, anh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì anh đang mang trong mình cái căn bệnh mà quái ác á. Mình xem hình ảnh mà người dân xung quanh đây á, họ gửi cho mình á, thì mình thấy là cái anh này á, là còn bộ xương không à. Anh đó rất là gầy luôn. Với lại á, là anh có một người con trai lớn, năm nay á, là mới có 12 tuổi thôi. Bé còn đang đi học nhưng mà mới phải nghỉ học cách đây hơn một năm rồi. Là tại vì cha bị bệnh nặng, thì nhà còn có thêm em nhỏ nữa, nên là cái em này là em phải nghỉ học luôn. Mới có 12 tuổi mà phải nghỉ học để đi rừng kiếm tiền, kiếm lá cây hay kiếm đọt mây rau nhíp rồi để bán rồi kiếm tiền nữa, và kiếm củi lo cho gia đình nữa mọi người. Thì mình nghe người dân chia sẻ lên thì mình thấy cậu bé này rất là thương luôn. Mới còn nhỏ thôi mà bây giờ đã phải mang trong mình mà cái trách nhiệm mà phụ cho mẹ để nuôi cha rồi. Thì mình nghe người dân chia sẻ thì mình thấy rất là đáng thương, nên là mình quyết định là lên ghé thăm ở đây để mình quay lên cho mọi người xem. Thì bây giờ mọi người tiếp tục xem cái video này và đồng hành cùng với anh em mình nhá. Thì bây giờ là anh em mình bắt đầu từ ngoài cổng làng đi vào nhá mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bịt khẩu trang để mình thử hỏi cái chị này xem hoàn cảnh. Chị ơi, em chào chị. Chị cho em hỏi là ở đây em nghe người dân nói á, là có một cái đứa bé mà năm nay là mới có 12 tuổi mà phải nghỉ học mà nuôi cha bị bệnh nặng á chị. Là nhà nào vậy? Dạ, nhà đây ạ. À. Nhà nào? Đó, nhà nhỏ nhỏ đây đúng không? Nhà tôi nhỏ nhỏ đấy hả chị? Dạ. Tại vì người dân xung quanh đây họ điện cho em á. Họ nói là bé này là mới có 12 tuổi thôi mà phải nuôi cha bị bệnh nặng. Thế là gia đình này đây đúng không chị? Chắc đang có nhà mà đúng không? Dạ. Thằng cu đang lấy củi bên kia kìa. Đâu, cu nào chị? Đó. À. Đang lấy củi. Thằng bé đang đứng lấy củi đó hả? Dạ. Là con của cái gia đình này. Dạ. Là cái thằng cu mà 12 tuổi mà nó phải nghỉ học nó để nuôi cha đúng không? Dạ. À, vậy em cảm ơn chị nhá. Để em vô em nói chuyện cùng thằng cu này. Đây là cu này đây mọi người. Bé này đây đúng không chị ơi? À. Đi vô đây mọi người. Mình vô mình nói chuyện cùng bé này. Chào em. Đang làm gì vậy? Đưa em cái mic anh Lâm để em nói chuyện cùng bé này coi. Anh chào em nhá. Em tên gì vậy? Tên Sơn. Tên gì? Sơn. Ca Sơn hả? Ừ. Đang làm gì đây? Đang chặt củi. Đang chặt củi à? Anh nghe người ta nói là em năm nay em 12 tuổi đúng không? Ừ. Em còn đi học không? Không.
Nghỉ học rồi. Anh nghe người ta nói là cha bị bệnh đúng không? À, nghỉ học lâu chưa? Lâu rồi. Gần một năm. Gần một năm nay. Đang lấy củi, cái gùi củi kìa mọi người. Nhìn kìa. Bây giờ là ba mẹ có nhà không? Có. Ba mẹ đang ở nhà. Thế là thường ngày thì công việc thường ngày của em là em làm gì? Chặt củi. Chặt củi. Có đi rừng không? Có. Đi rừng làm gì? Kiếm măng. Kiếm măng. À, kiếm măng về để bán. Bán lấy tiền để làm gì? Mua sữa cho ba mẹ. Mua sữa cho ba mẹ. Bé này người dân nói với mình là rất là đáng thương luôn. Mà mới có 12 tuổi thôi mà đã phải nghỉ học đi rừng kiếm củi rồi đi kiếm măng các thứ. Như mọi người nhìn trực tiếp đó. Bây giờ em lấy cái gùi củi kia đi. Mình đi về nhà mình nói chuyện với ba mẹ cùng anh. Dắt anh vào nhà, nhà kia đúng không? Nổi không? Nhìn mấy đứa bé vùng cao rất là thương luôn mọi người. Sáng em ăn sáng chưa Sơn? Ăn rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Sáng nay ăn cơm với gì? Thịt. Thịt à? Với rau. Đâu? Ba mẹ đâu? Nhà bếp. Mời cậu mấy chú. Dạ em chào chị. Để chú mượn cái mic nhá. Thì em là Trọng, em là bên cái chương trình mà hay đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đó chị. Dạ. Thì em nghe người dân xung quanh đây họ nói là gia đình mình là có đứa bé này là 12 tuổi, phải nghỉ học mà nuôi cha bệnh nặng đúng không? Dạ. Thì đi bây giờ mình vô nhà mình nói chuyện nhá. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người vô trong nhà cùng nói chuyện nhá mọi người. Đây là chồng chị à? Dạ. Anh là anh bị sao đây chị? Dạ, anh bị bệnh nhưng mà chưa biết bệnh gì. Chưa biết bệnh gì à? Dạ, tại vì gia đình khó khăn nên không có tiền đi khi khám. Không biết bệnh gì tướng là nó không khỏi nhưng mà không, từ từ dần dần nó cũng bị như vậy luôn. Sao thấy anh gầy quá vậy? Không biết, nó tự nhiên đâu, nó gầy. Chị đứng, chị ngồi xích xuống kia một chị anh dưới giò xuống cho em anh. Ồ, anh bỏ cái áo ra. Tay chân gầy quá chị gầy này. Kiệt quay cho mọi người xem này. Bệnh gì mà gia đình mình chưa biết bệnh gì luôn? Dạ, chưa biết. À. Tại vì gia đình khó khăn á, nên không có tiền đi khám. Anh bị như vậy mấy năm rồi? Chắc cũng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi à? Dạ. Đây, bây giờ mình lấy cái ghế đi rồi mình ngồi đây mình nói chuyện chị. Cụ, nhà có ghế không Sơn? Lên lấy cho chú cái ghế con. Mượn phải ở. Gia đình mình là... Đây là cái nhà đấy à chị? Dạ, cái nhà. Thế nhà chị là em nghe người dân nói là nhà mình có ba người con mà. Ba con nhưng mà một đứa con nó đi học trường nội trú. Tại vì trường nội trú người ta hỗ trợ nên không mất tiền phí gì hết, người ta lo hết cơm ăn, áo mặc, cái gì người ta lo hết luôn. Học ngoài trường nội trú. Dạ. Còn một đứa thì phải nghỉ học. Dạ, một đứa nghỉ học tại vì nó nói là mẹ ơi con thấy mẹ tội nghiệp quá không có ai lo á. Ý là nghỉ học. Đứa đứa này là lớn nhất đây à chị? Đứa này là 12 tuổi là nó nhỏ, còn đứa kia là 14 tuổi. Đứa kia là 14? Dạ, đứa đầu 14, con gái. Đưa ghế cho chú. Đi đâu? Phải ơi, nó từ giờ. Ừ, đây. Sắp ta kịp đợi. Còn cái nào nữa không con? Sắp ta kịp đợi, bê tạo ta tẩy chút chứ. Rồi, bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện. Anh Lâm ngồi đây. Cú đâu rồi Sơn? Sơn vào đây con. Thì là em nghe người dân nói á, là chồng thì bị bệnh nặng, mà thằng cu này là con của chị này. Là nó phải nghỉ học để nó phụ chị nó nuôi cha đúng không? Dạ. Thế là nghỉ trụ cột chính trong gia đình luôn đó. Dạ. Lâu lâu nó đi kiếm, nó xuống tới Đắk Lắk, nó đi bắt cám. Tới đó luôn. Lúc đi xuống Đắk Lắk làm gì? Đi bóc cám. Bóc cám là bóc gì chị? Nó bắt đầu chậu, bóc cháu. Bóc cháu à? Dạ. Cháu người ta bỏ trong bao đó. Đi bóc lâu lâu bóc cái bao đó. Từ đây mà qua bên Đắk Lắk đó gần không chị? Xa, chắc cũng gần mấy chục cây số. Bên đây là giáp ranh với Đắk Lắk luôn rồi đúng không?
Thì sáng là Trọng đi từ nhà của Trọng là đi lên trên này là hết 5 tiếng mấy, gần 6 tiếng luôn đó mọi người. Thì cái huyện Đam Rông này á, là một cái huyện mà vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Lâm Đồng luôn. Thì những cái huyện khác á, thì có thể là gần thị trấn, nhưng mà cái huyện Đam Rông này là ở túc ở bên trong giáp ranh với Đắk Lắk luôn. Thế là ngoài đi bốc trấu ra là bé này là còn đi đâu? Em Sơn này. Lâu lâu thì có người kêu đi hái cà, lâu lâu thì đi giúp người kia, họ cho 1.000-2.000 đó. À, đi hái cà luôn? Dạ. Nhỏ vậy mà đi hái cà rồi. Dạ. Sao mà giỏi dữ vậy con? Mới có 12 tuổi thôi. Thế nó là nãy nó nói là đi kiếm tiền nuôi em. Kiếm tiền nuôi em? Dạ, mua sữa cho em, mua bánh cho em ăn. À. Tại vì bố như vậy rồi không có ai kiếm nuôi á. À quên, nãy giờ em nói chuyện với chị mà em không biết anh tên gì nhỉ? Anh tên gì vậy? Anh tên Bun. Anh Bun? Dạ. Còn chị? Tuyết. Chị Tuyết à? Dạ. Thế anh là năm nay là bao nhiêu tuổi? Năm nay là 33 tuổi. 33? Dạ. Còn chị? 31. 31 à? Để em thử nói chuyện với anh Bun một tí xem sao. Dạ. Em chào anh Bun nhá. Dạ. Dạ. Chào. Vâng. Thì anh bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào? Mệt mỏi. Chân tay bị tê một nửa. Chân tay bị tê một nửa? Dạ, một nửa bên này hơi tê, một bên chỉ còn bên này. Sao gầy thế? Anh có ăn uống được gì không? Ăn được nhưng mà ăn xong rồi cầu luôn. Ăn xong rồi là đi cầu luôn à? Dạ. Dạ ăn ít. Ăn ít cơm thôi. Dạ. Nhưng mà cái này là đâu phải là do là ăn ít cơm đâu đúng không? Cái này là do bệnh mà đúng không? Dạ. Hiện tại bây giờ anh đang bị bệnh gì vậy? Không biết. Không biết à? Dạ. Có đi khám bệnh chưa? Chưa, không có tiền đi khám. Bị cái này mấy năm rồi? Hơn 3 năm. Hơn 3 năm rồi mà không đi khám bệnh. Dạ. Rồi. Anh chị nhìn còn bộ xương không à mọi người? Ủa chị này, sao mà lại 3 năm rồi mà lại không đi khám bệnh? Dạ, tại gia đình khó khăn nên cũng muốn đi khám lắm nhưng mà không có tiền. Phải nuôi con nữa. Vâng, chị cho bé gái này cho anh của bé bế đi. Thì chị nói chuyện với em. Tại bé quậy quá. Vâng. Thế là sao? Chị nói sao? Tại vì gia đình khó khăn nên cũng muốn đi khám nhưng mà tưởng là nó bị như vậy, sợ cũng biết nó cũng khó nhưng mà dần dần nó bị như vậy. À, để em cài lại cái mic nha. Dạ. Ý chị là mình là tưởng là dần dần nó sẽ khỏi. Dạ. Nhưng mà bây giờ càng ngày nó càng nặng. Dạ, càng ngày nó càng nặng. Tổng cộng là bị cái này là 3 năm rồi. Dạ. Anh chị Tuyết với cả anh Bun này là kết hôn lâu chưa? Kết hôn cũng gần 13 năm rồi. 13 năm? Dạ. Thế là anh bị là mới có 3 năm thôi? Dạ. Lúc trước thì cũng đi làm kiếm tiền, nói là vợ ở nhà nuôi con, kiếm canh, kiếm gì nấu cơm cho chồng thôi, còn chồng đi làm được rồi. Không ngờ là nó tái phát bệnh như vậy. Bất ngờ luôn đúng không? Dạ, bất ngờ luôn. Đang đi làm mà tự nhiên nó trong đi hái cà người ta, tự nhiên nó ngất trong vườn luôn. Xong rồi về là bị bệnh. Dạ, như vậy. Dạ. Thế sao mà lúc mà ngất trong vườn đấy mình không cho đi bệnh viện đi để xem thế nào? Tại vì gia đình nói là khó khăn ấy. Cũng muốn đi khám nhưng mà không có tiền ấy. Lúc đó phải chi lúc đó mà nếu mà chị đưa đi khám thì có thể biết được bệnh gì. Đúng rồi. Nhưng mà tới bây giờ là vẫn chưa đi khám luôn. Chưa. Trời ơi. Thế cứ để như vậy thì làm sao mà được chị? Mà thấy càng ngày sức khỏe càng yếu hơn không? Có. Càng ngày càng yếu, cũng có khi là đau. Chị cứ tưởng là nó khỏi nhưng mà dần dần nó lại càng nặng hơn. Ý là lúc đầu tiên mà bị bệnh thì mình cứ nghĩ là dần dần 1-2 tháng nó sẽ khỏi. Dạ, đúng không? Dạ. Tại vì chồng cũng nghe người dân nói rồi là bị bệnh 3 năm luôn mà gia đình mà không đưa đi bệnh viện. Thì lý do thứ nhất là do gia đình thì nhà cửa các thứ như mọi người nhìn thấy rồi đó. Thì những người đồng bào dân tộc thì họ rất là khó khăn luôn. Thứ hai nữa là gia đình cứ nghĩ là sẽ khỏi đúng không? Dạ. Bệnh gì thì cũng sẽ khỏi, thì cầu Chúa là khỏi. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Nên là bây giờ để tới bây giờ luôn. Thôi. Gia đình chị theo Chúa à? Dạ. Theo Chúa thì theo Chúa chứ mình bệnh thì mình vẫn phải đi khám chứ. Dạ. Thế bây giờ một ngày là anh này ăn uống thế nào? Một ngày thì anh cũng ăn 3 bữa. 3 bữa? Dạ. Ăn thì cơm được 1 chén, còn canh thì ăn nhiều canh hơn. Dạ.
Còn ăn, bé này? Còn ăn một lúc thì nó ra cầu luôn, nó không giữ trong bụng ấy, à. Người nó yếu. Hiện tại bây giờ là chị Tuyết là chị làm công việc gì? Thì hiện tại thì cũng làm vườn, cũng có người kiếm đi làm các cánh thì đi làm cho người ta. À. Đi làm thuê đúng không? Dạ, đi làm thuê. Ai muốn gì là làm đó. Dạ, người ta kêu đi làm gì thì đi làm đó thôi. Còn thằng cu này là nó nghỉ một năm là nó phụ chị là những cái gì vậy? Nó phụ nấu cơm, nấu canh này. Đôi lúc thì nó cũng giặt đồ. Giặt đồ? Dạ. Em nghe người ta nói là nó hay đi rừng lắm đúng không? Dạ, nó không đi rừng. Ờ, đi rừng nó thấy mà. Nó khoái lắm. Nó nói là thấy người nào đi làm mà kiếm tiền được thì con cũng đi theo họ. À. Nó nói vậy. Trời ơi, nhìn... Giỏi quá. Ừ. Tháng năm nay nó kiếm được 2 triệu mà. 2 triệu luôn? Dạ. Là làm công việc gì mà được 2 triệu? Dạ, nó đi hái cà phê này. À. Ngày người ta trả nó 180, cũng người ta trả 200. À, 180 là phải nhiều lắm đó. Dạ. Nhìn bé nhỏ như vậy mà đi hái cà phê luôn mọi người. Thế là còn một bé lớn là đang học trường nội trú à? Dạ, nó học đang lớp 8, năm nay nó học lớp 8. À. Là tại vì ở trên cái Lâm Đồng mình á, thì là cái trường nội trú á, là dành cho những cái mà gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn á. Giả sử mà muốn đưa con đi học mà không có điều kiện á, thì gửi vô trong cái trường nội trú á, thì là nhà nước là họ sẽ không phải lo tiền học, tiền ăn uống luôn. Dạ, người ta lo hết luôn. Còn bé này thì mới nghỉ một năm nay. Dạ. Trời ơi. Thấy thương không? Thế gia đình mình là đi, chị dắt em đi xem một vòng xung quanh nhà nhá. Ừ, đây, đi dắt chú đi xem nhà cửa một vòng con nào Sơn. Tách là, bé này là, bé này là hôm nay là mình thấy là mình có ấn tượng về bé rồi đó mọi người. Nhỏ mà rất là giỏi luôn. Đây là cái căn nhà cũ, nhà mình ở đây đúng không? Dạ, nhà mình ở luôn. Còn cái nhà bên trên là sao? Nhà bên trên người ta mới làm. À, là ai làm? Bên quốc phòng đó. Nhà nước à? Dạ, nhà nước còn làm. Nhà tình thương. À, làm là tặng cho gia đình mình. Dạ, tặng cho gia đình mình. Người ta nói là gia đình khó khăn nên người ta hỗ trợ. À. Đấy, trong tội nghiệp. Sao mà mình lúc mà người ta hỗ trợ cái nhà đấy sao mà mình không chọn lấy tiền để mình đi khám bệnh? Hay là người ta có chịu không? Dạ, người ta không có chịu. Người ta nói là cái tiền chữa bệnh mình phải kiếm, phải lo chứ. Người ta nói vậy nhưng mà mình nói là nhà ở không có thì nhà nước phải đặt cho nhà họ làm luôn, nói vậy. À, nhà nước họ nói vậy đúng không? Dạ. Ý là cái này là nhà nước vào, nhà nước xây luôn. Dạ. À. Tiền nâng. Cấp nhà chứ là không có tiền. Ừ, dạ đúng rồi. Ừ. Họ chỉ cấp nhà thôi, không cấp tiền. À, đây là vườn ruộng đất đai nhà mình đây à? Dạ. Có nhiều không chị? Dạ, ít thôi, cũng 1-2 sào gì đấy thôi. 2 sào? Dạ. Đa số là mình trồng cái gì? Đa số mình trồng vườn cà phê, cà ri gì đấy. Cà phê, cà ri. Dạ. Cà ri này cũng bán được à? Dạ, 1 ký 13.000. À. Mà chị bảo thế này. Bé này giữ em để nấu cơm nước các thứ trong nhà dạ, đúng không? Đúng. À. Đây là bếp gia đình mình. Đây, chị dắt em lên trên nhà trên em xem nào. Cái nhà này là nhà nước mà xây cho mình là bao lâu rồi? Họ xây từ tháng 7. Tháng 7. Là mới xây mà đúng không? Dạ, mới xây đây thôi. Ờ. À. Thì bây giờ mình sẽ quay hết cho tất cả mọi người xem nhà, cửa, đất đai, kinh tế thế nào luôn. Tại vì kênh của Trọng là đã quay về hoàn cảnh là quay hết tất cả cho mọi người xem luôn. Đây là nhà nước xây đây đúng không? Dạ, có 2 phòng. Ồ. Đi Kiệt vào đây quay qua cho mọi người xem này Kiệt. Sao mà mình không ngủ trên này mà mình lại ngủ dưới kia chị? Dạ, thích ngủ dưới kia hơn. À. Tại vì nhà kia mình bỏ nó không được. Sao lại không được? Tại vì nhà mình làm từ hồi trước rồi, thấy ấm hơn. À. Dạ. Nhưng mà nó ấm cúng hơn. Ừ, nó ấm cúng hơn về gia đình mình. À. Dạ. Nhưng mà mưa gió thì mình lên nhà này ở nó sẽ ok hơn. Dạ. Sẽ chắc chắn hơn chị. Trước khi mà nhà nước xây cái nhà đó là cả gia đình mình ở dưới nhà này đây đúng không? Dạ. Ờ. Mà lúc mà mưa không ở được. Mưa không ở được. Dạ. Thì bây giờ nhà nước tặng cho mình cái này là coi như là may mắn rồi. Dạ. Nếu mà không ở đó thì mình ở trên này. Dạ. Ừ. Đây, mình vô mình nói chuyện cùng chồng chị, mình thăm anh một tí nữa.
Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì đây? Ăn cơm thôi. Hôm nay ăn cơm với gì? Canh đậu thôi. Không có gì, không có thịt cá gì hết. Canh hả? Ừ. Cơm với canh. Cơm với canh này mọi người. Có thịt không? Ít thịt gà thôi. Mua có 20.000 à. Đâu? Đây à? Đây, với lại cá suối mẹ cho bên kia sáng. Lâu lâu ăn thịt trà. Đây là gì đây? Cá suối. Cá khô. Cá đi chài á. Cá khô đúng không? Dạ. Thế là thường thường là hay ăn cơm với cá. Dạ. Tự mình đi đánh bắt luôn. Dạ. Sơn, qua đây ngồi với chú này con. Con qua đây con ngồi này. Ngồi đây con. Chị đưa hộ em cái mic cho chị để em nói chuyện với bé coi. Thế là lúc trước là con học đang học lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5 hả? Lớp 5 là nghỉ. Thế bây giờ con có muốn đi học nữa không? Có. Ví dụ bây giờ chú cho con tiền con đi học, con có đi không? Không. Sao không đi? Kiếm tiền mua sữa cho mẹ, cho ba, cho em. Phải kiếm tiền mua sữa cho mẹ, cho ba, cho em. Đi học để sau này mình còn biết chữ. Muốn đi học nhưng mà không được. Sao lại không được? Lo cho em, cho mẹ, cho ba. Lo cho em, cho mẹ, cho ba. Lúc trước là con học lớp 5 rồi đúng không? Ừ. Lớp 5 là đang nghỉ giờ trường. Thế bé còn nhỏ như vậy mà rất là giỏi. Thế là chị nói là nay là mẹ của bé nói là từ đầu năm tới giờ là kiếm được 2 triệu luôn. 2 triệu là rất là giỏi luôn. Trời ơi. Với lại là chị, thì anh đó thì mình không có cách nào mà mình kiếm được tiền ra mình vay mượn để mình đưa lên trên bệnh viện mình khám à? Mà muốn vay nặng mà vay với người ta nhưng mà mình không đủ khả năng đi vay á. Không đi vay luôn. Chị gái vô này hỏi em với. Mà chị có hỏi vay chưa? Cũng hỏi rồi nhưng mà người ta nói là cũng không có, người ta cũng nghèo như mình, người ta cũng làm mới có. Thế là tại vì đa số là nguyên cái buôn của mình đây toàn là người đồng bào không đúng không? Người đồng bào không, với là họ cũng dương mình thôi. Tại vì trong này toàn là những người đồng bào không à mọi người. Nên là ai cũng nghèo như nhau nên là không ai có cái số tiền lớn mà để cho mượn đâu. Làm là vừa đủ ăn đó. Dạ, người ta làm vừa đủ ăn để người ta cũng chăm lo cho trong con người ta. Dạ. Nhìn bé này rất là thương luôn, nhìn bé thấy thương rồi nhìn cha bé còn thương hơn. Còn nhỏ mà rất là giỏi. Phải nghỉ học để phụ mẹ nuôi cha. Thế bây giờ con muốn đi làm kiếm tiền đúng không? Dạ. Muốn đi làm kiếm tiền hay là muốn đi học? Kiếm tiền. Kiếm tiền. Giờ kiếm tiền thì con đi làm cùng chú không? Chú trả tiền cho. Bây giờ đi lên trên Sài Gòn, lên Sài Gòn làm việc với chú. Chú trả tiền cho. Đi không? Đi. Dám đi không? Thật. Thật luôn à? Ừ. Thật luôn mọi người. Dám đi không chị? Bây giờ đi cùng chú trả lương cho một tháng 3 triệu. Đi không? Đi. Đi. Đấy, chú nói đùa đấy, không phải thật đâu. Thế là bé, mọi người mình mới hỏi vậy thôi mà bé nhận lời liền luôn. Ý là bây giờ là trong suy nghĩ chắc là chỉ muốn kiếm tiền thật nhiều để phụ mẹ nuôi ba. Có hiếu là... Thế là bây giờ là con muốn kiếm nhịn tiền để làm cái gì? Mua sữa. Canh rau. Con muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Hả? Câu này thì có vẻ là hơi khó với bé mọi người. Tại vì bây giờ bé cũng còn nhỏ, bé chỉ biết muốn đi làm kiếm tiền thôi chứ bé không muốn là không biết là kiếm được bao nhiêu tiền. Miễn là làm sao mà có tiền mang về cho cha mẹ nói cho em. Ví dụ bây giờ là có một điều ước đi thì con sẽ ước cái gì? Con trong suy nghĩ của con đang nghĩ cái gì thì con cứ nói lên. Ước bố được khỏe lại. Sao? Bố khỏe lại. Con thương bố không? Có. Thương nhiều không? Nhiều. Ước bố được khỏe lại rồi ước gì nữa không? Anh chỉ cần thế thôi. Là chỉ cần bố khỏe lại thôi đúng không? Chị khóc hả? Chị khóc ghê ghê.
Nghe bé nói chuyện mà thấy thương đúng không? Em nghe bé nói chuyện em còn cảm thấy thương nữa mà. Nhìn thấy chồng như vậy chắc chị cũng buồn lắm đúng không? Thầy cũng buồn nhưng mà mong ông khỏe lại. Nhưng mà không có được nữa. Bệnh nó càng ngày càng nặng. Bệnh càng ngày càng nặng hả? Đúng. Mình phải cố gắng lên, mình phải hy vọng vô một cái phép màu nào nữa chứ. Tại vì năm nay là anh mới có 34 tuổi thôi. Dạ. Anh chị vẫn còn trẻ mà. Trong suy nghĩ của chị bây giờ chị đang nghĩ cái gì thì chị cứ nói ra đi. Dạ. Hiện tại thì chị tâm lý là chị chỉ mong chồng chị khỏe lại thôi. Với lại muốn có người giúp đỡ gia đình. Được có tiền đi khám bệnh để biết bệnh như thế nào không? Dạ. Trời ơi. Thế thì bây giờ nhá, em sẽ hỗ trợ cho chị một số tiền để chị đưa chồng chị lên trên bệnh viện chị khám đi xem thế nào. Bây giờ mình bị bệnh là mình phải đi bệnh viện mình khám bệnh. Chứ mình bị bệnh mà mình ở nhà thì mình đợi nó khỏi rồi mình cứ cầu Chúa ban phước lành cho mình thì làm sao mà khỏi được chị. Tại vì những người đồng bào á, thì họ rất là ít hiểu biết á mọi người. Họ không có biết nhiều như người Kinh mình. Nên là bây giờ là em sẽ tài trợ cho gia đình chị một số tiền nhá. Rồi chị sẽ đưa chồng chị lên bệnh viện khám đi. Xem là họ nói là bị sao. Thì bây giờ là mình sẽ trao cái số tiền là 200 đô la Mỹ của chị Quyên Trần ở bên Mỹ. Chị có gửi cho mình 200 đô và để mình đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ em sẽ trao cái số tiền này là của chị Quyên Trần ở bên Mỹ nhá. Chị lấy số tiền này chị đưa chồng đi khám bệnh đi. Xem là bệnh tình của chồng mình bị thế nào, bị bệnh gì mà sao lại càng ngày càng ốm như vậy. Thì 200 đô là 4 triệu 6 này. 2, 3, 4, 4 triệu 5, 4 triệu 6. Đây chị. Dạ, chị cảm ơn các em đã hỗ trợ gia đình chị. Chị lấy số tiền này chị đi chữa bệnh cho chồng. Dạ. Bên bệnh viện Đa khoa Đà Lạt. À, ở đây là bệnh viện gần nhất mà. Bệnh viện gần nhất ở đây là bệnh viện là trung tâm huyện. Trung tâm huyện. Dạ, huyện Nam Rông. Nam Rông. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình lên gần đây thì mình lên bệnh viện Đà Lạt thì sẽ tốt hơn đúng không? Dạ. Thì mình cứ thử chạy lên trên bệnh viện Đà Lạt mình khám đi. Dạ. Xem là bệnh tình của anh thì như thế nào. Dạ. Để còn tính tiếp. Dạ. Bây giờ chú cho đưa chú cho mẹ tiền khám bệnh cho cha vậy con có vui không? Có. Vui nhiều không? Nhiều. Thấy cha vậy có thương không? Có. Bây giờ là chú cho đưa cho mẹ con tiền để con đi khám bệnh cho cha đó. Bữa đó là ba mẹ con đi khám bệnh luôn. Dạ. Ba mẹ con chờ anh đi khám bệnh. Dạ. Từ đây đi lên trên đó là mình đi bằng xe máy à hay mình bắt xe đó? Chắc mình phải bắt xe taxi á. Taxi à? Dạ. À, anh này bây giờ là nằm liệt luôn mà. Dạ, nằm liệt luôn, phải mình, đi xe taxi mới được. Mình bế anh lên là có đau không? Có, ông nói đau. Đau? Dạ. Đâu, con né qua bên này coi Sơn để chú xem lại cha con một lần nữa coi. Mình cho mọi người xem luôn này mọi người. Đó. Bây giờ là mình nhấc anh lên là sẽ đau. Dạ. À, người anh gầy quá trời gầy. Anh có nghiêng qua được không anh? Anh Bôn, anh thử nghiêng qua em sao? Nghiêng qua bên kia kìa. Trời ơi. Nhìn thấy không? Gầy quá gầy luôn này. Đâu anh nghiêng qua đây anh Bôn. Rồi. Thì em mới cho anh tiền để hai vợ chồng mình đi khám bệnh nhá. Cố gắng lên nhá. Yeah. Cố gắng lên đi thì mình lên trên bệnh viện đi mình khám đi xem là họ nói là bị bệnh gì đi. Rồi cố gắng ăn uống để mình còn tiếp tục sống cùng với gia đình mình nữa. Anh cảm ơn em nhé. Ừ. Cố gắng lên anh. Tóc này là họ bị hói hay là sao? Bị hói lâu rồi. Bị hói lâu rồi. Yeah. Chứ không phải là do bệnh là hành đúng không? Yeah. À. Chị chỉ muốn cho chồng chị được khỏi bệnh với lại ở với vợ con để không vợ con buồn nữa. Với lại cảm giác chồng đi như vậy vợ cũng buồn lắm. Nhưng thật sự không biết nói như thế nào. Chị cảm thấy buồn. À. Yeah.
Thấy thương chồng với thương con đúng không? Dạ. Bé mới có 12 tuổi thôi mà đã... Muốn nói nhưng mà không rảnh nói á, nhưng mà không nói được. Chị cứ, trong suy nghĩ của chị là chị cứ như thế nào thì chị cứ nói lên cái lời nói của chị, khán giả em, họ xem, họ sẽ hiểu. Dạ. Đất đai thì không có, nhưng người ta thì cũng có một hết, nhưng mà nhà, gia đình chị thì lại có hai một sào thôi. Nhưng mà làm không ăn đủ. Phải có ngày thì họ thuê đi làm một ngày còn 200. Một ngày đi làm chị được 200 ngàn thôi. Dạ. Rồi lo cho cơm nước này, canh này, không đủ. Còn muốn trong khó nhưng mà muốn đi làm kiếm tiền mua thuốc nhưng mà không có tiền mua thuốc. Từ lúc ông bệnh tới giờ chưa có thuốc than gì hết. Từ ngày bệnh tới giờ là không có viên thuốc nào luôn? Dạ. Rồi. Ông chỉ nằm như vậy thôi, không có thuốc than gì hết. Thế thì bà con nhiều không? Nhà chị, anh chị em ruột hay là... Chị thì cũng có chị nhưng mà chị cũng nghèo. Nghèo. Có anh nhưng mà cũng vậy à. Thì họ cũng không giúp đỡ chị hết. Cũng nghèo nên là không giúp đỡ được bao nhiêu đúng không? Dạ. Mẹ thì mất rồi. Mẹ chị thì mất? Dạ. Còn bố thôi, bố thì... Từ lúc mất mẹ thì giống như người điên ấy, không nhớ gì luôn. Bố bị mất trí? Dạ. Thì cứ uống rượu là say là phá phách gì hết. Từ uống ngày... Người thì không hiểu ra người luôn. Giống người điên ấy. Hai vợ chồng cưới nhau là 13 năm rồi. Dạ. Có làm đám cưới không? Hay chị... Làm phong tục dân tộc thôi. Làm phong tục dân tộc thôi? Dạ. Chứ không làm đám cưới luôn? Dạ không. Tại nhà nghèo cũng ước làm cô dâu nhưng mà không được. Đám cưới phong tục mình làm giết heo là một con heo là được rồi. Giết một con heo thôi. Dạ. Là hai người ở với nhau. Dạ. Thế thằng cu mà học trường nội trú kia thì một năm nó về một lần hả chị? Dạ, cũng thoáng thoáng là 3 tháng nó về một lần. Chừng thì trước thừa nó chưa về. Tại vì Covid á, người ta không cho về. Dịch bệnh người ta không cho về. Còn Sơn này, qua đây ngồi cùng chú nói chuyện một tí. Qua đây ngồi cùng chú luôn này. Cố gắng, bây giờ mình cũng không biết phải khuyên gia đình thế nào nữa. Tại vì bây giờ còn có một mình chị này là lao động chính. Mà bé này thì mới có 12 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ bé cũng kiếm được ra tiền. Chẳng lẽ bây giờ mình lại là khuyên bé là cố gắng đi học đi. Giả sử bây giờ mà mình khuyên bé cố gắng đi học đi thì còn gia đình này chỉ còn mình chị kiếm tiền thì làm sao mà lo được. Đúng không Kiệt? Thường thường thì mình gặp mấy đứa bé như vậy thì mình rất là thương luôn. Mình hay khuyên mấy bé là cố gắng học hành để lo cho tương lai. Nhưng mà bây giờ thì đặt vào cái hoàn cảnh này á, thì bé đang đi làm để lo cho gia đình của bé luôn rồi. Cố gắng lên nha con. Thì cố gắng lên em. Thì anh biết là em là một cái người mà rất là giỏi luôn. Sau này là trụ cột của gia đình. Mới 12 tuổi mà thương cha thương mẹ ghê, nghỉ học để đi làm. Giả sử như mà nó mà ở thằng bé này mà ở gần mình đúng không Kiệt? Ở gần mình thỉnh thoảng thì mình dắt bé đi quay phim này kia cùng mình. Rồi mình trả tiền cho bé. Giả sử một ngày vài trăm ngàn hoặc một tháng một vài triệu gì cũng được. Nhưng mà bé ở rất là xa mình luôn. Từ nhà mình chạy lên đây là hết hơn 5 tiếng. Cố gắng lên nha Sơn. Thì chú hy vọng rằng là tương lai là con sẽ tươi sáng hơn. Trước mắt là cầu cho cha của con là sẽ mau khỏi bệnh. Rồi khỏe bệnh lại cùng với gia đình. Nếu mà cha mình khỏe rồi là cha đi làm được là coi như là mẹ con mấy mẹ con mình là khỏe rồi. Cháu cảm ơn chú. Ừ, cố gắng lên nha. Nhìn mấy đứa chị, bé như này chắc thương lắm nhỉ. Dạ, chị cảm ơn em từ xa tới đây thăm chị. Chị mừng lắm. Dạ. Tại vì những người dân xung quanh đây á, dạ, họ nói với em là hai vợ chồng mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn. Còn rất là trẻ luôn nhưng mà bây giờ lại mang căn bệnh quái ác như vậy. Trời ơi. Cố gắng nha chị, thì mình lấy cái số tiền đó thì mình đưa anh đi khám bệnh đi. Mình tính khi nào mình đi chị? Mình tính thì khi nào mình đi?
chắc tính là nếu mà cũng được kêu thằng chú nó cũng phải tính qua tuần là đi. Qua tuần là đi khám. Ờ. Đi khám bệnh xong rồi tiền đó mình mua sữa, mua mấy cái hộp sữa mà Ensure đó chị. Sữa mấy cái sữa Ensure là bổ sung dinh dưỡng cho những cái người bị ốm đau, bệnh tật á. Mua cái sữa đó cho anh uống. Thì khi nào mà mình mà đi khám trên bệnh viện về xong á, có kết quả như thế nào á thì chị gọi cho em hay. Chị gọi cho em biết để em lên em thăm thêm gia đình của mình nữa. Thì chắc là bây giờ là em cũng phải đi về thôi chị. Ngày hôm nay em lên em gặp gia đình của chị như vậy em thăm rồi giúp đỡ một chút tiền của Mạnh Thường Quân bên em. Thì bây giờ là em cũng chúc cho chồng của chị là mau khỏe nhá. Chúc cho mấy mẹ con của chị thì cũng luôn may mắn và mạnh khỏe nhá, cả gia đình mình luôn. Thế bây giờ chú đi về nhá. Cháu cảm ơn chú. Em chắc cũng đi về luôn chị ơi. Chị cảm ơn em nhá. Cảm ơn em đã đến nhà chị thăm gia đình chị. Chị rất cảm ơn. Chị cũng biết nói lời gì vì lời cảm ơn nữa. Chị chỉ biết cảm ơn thôi. Không sao chị. Thì em giúp nhiều người lắm. Thì hiện tại bây giờ là em đang giúp ở vùng Tây Nguyên này. Ở Tây Nguyên thì có những cái hoàn cảnh nào mà đặc biệt khó khăn như những cái video mà Trọng đăng lên á, thì mọi người biết thì mọi người hãy tiếp tục chỉ cho Trọng nhá. Trọng sẽ lại tận nơi rồi Trọng quay phim rồi giúp đỡ cho và quay lên cho khán giả xem. Thì Trọng không có ngại đường xa gần gì hết trơn á, chỉ cần những cái hoàn cảnh đặc biệt thôi là Trọng giúp. Thì bây giờ là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ đã dành thời gian xem hết cái video này của anh em mình. Nếu mà mọi người cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa thì hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.